một bát cơm ngàn nhà, thân đi muôn dặm xa, mắt xanh xem trần thế, mây trắng hỏi đường qua. Những câu thơ trên miêu tả là hình dáng của những nhà sư tu theo hệ phái Khất Sĩ. Người du tăng Khất Sĩ với bộ áo vàng choàng một bên, đầu đội trời, chân đạp đất, trong người không giữ tiền bạc, tay bưng bình bát, nhà sư đi khắp nẻo đường đất nước hành đạo hóa duyên. Năm 1966, Giáo hội Tăng già Khất Sĩ Việt Nam được thành lập và được chia ra hai nơi tu, đó là tịnh xá do sư trụ trì và tịnh xá do ni sư trụ trì hành đạo. Trong tập ký sự trước, quý vị đã được tìm hiểu về tịnh xá Ngọc Long ở Vị Thủy, Hậu Giang, một ngôi tịnh xá do sư trụ trì. Và trong ký sự lần này, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị một ngôi tịnh xá do ni sư trụ trì và hành đạo ở tỉnh Cà Mau, tịnh xá Ngọc Minh. Tịnh xá Ngọc Minh, ngôi tịnh xá gắn liền với tên tuổi của nư trưởng Ngọc Liên, tọa lạc tại số 45/3A, đường Phan Ngọc Hiền, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, thuộc hệ phái Khất Sĩ, giáo đoàn Ni Giới. Với tâm nguyện hoành pháp lợi sanh, năm 1964, ni trưởng Hoạt Liên đứng ra xây dựng tịnh xá Ngọc Minh. Tiếp nối và kế thừa các đời trụ trì, ngày nay ngôi tịnh xá được đảm trách bởi trụ trì đời thứ 8, ni sư Thích Nữ Phú Liên, ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Cà Mau, thành viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, ủy viên Ban chấp hành Hội Nam Y tỉnh Cà Mau. Người sinh năm 1963, trong một gia đình 12 anh chị em, với thế danh Lê Thị Tám, quê ở Chợ Lấp, Bến Tre. Năm 1983, người đến tịnh xá Ngọc Minh và xuất gia tầm đạo theo sư phụ là ni sư Phương Liên. Năm 2014, người được bổ nhiệm làm trụ trì tịnh xá Ngọc Minh. Về đây từ lúc còn nhỏ nên ni sư hiểu rõ được những khó khăn vất vả của ngôi tịnh xá đến nay. Tôi về đây năm 1983 thì vào thời điểm đó là rất là khó khăn. Ở đây ở chùa phải đi bán đồ chay rồi để mà tự túc thêm, rồi có cái lợi nhuận đó. Thì trong khi là trong hệ phái các chùa có xây dựng thì có phần đóng góp và có phần đi quý lạo, thường là ở miền Trung hay lũ lụt, mà họ lúc đó thì quý ni trưởng là khi mà có đi quý lạo đâu đều kêu gọi chùa này, thành ra phải có sự đóng góp. Vì vậy mà cố gắng là làm kinh tế thêm để mà quý lạo về giúp cho dân nghèo. Năm 2012, sau gần nửa thế kỷ tồn tại và phát triển, cơ sở vật chất của ngôi tịnh xá bắt đầu xuống cấp. Ni sư Phú Liên đã quyết định đại trùng tu và mở rộng ngôi tịnh xá. Sau lần trùng tu, điện Phật được xây dựng trang nghiêm, khang trang hơn. Cổng tam quan được xây dựng kiên cố, vững chắc. Hai bên cổng tam quan khắc hai dòng chữ: Khất thực hóa duyên, bình bát chứa chan lòng bác ái, sĩ hành độ chúng lá y nhuần đườm ý từ bi. Hai chữ đầu khép thành dòng chữ Khất Sĩ. Giống như đa số những tịnh xá khác, chánh điện được xây dựng theo mô hình bát giác, tượng trưng cho bát chánh đạo. Cổ lầu tứ giác tượng trưng cho tứ diệu đế. Ở tháp chính giữa ngôi chánh điện, tôn thờ Đức Phật Thích Ca trong khuôn gỗ, bốn cột lớn trong lòng chánh điện tượng trưng cho tứ chúng: Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cận sự nam và cận sự nữ cùng nhau nâng đỡ ngôi nhà Phật pháp. Tháp gỗ trên chánh điện trang nghiêm, Phật tượng có 13 tầng, tượng trưng cho 13 nấc thang tiến hóa tâm linh của chúng sanh hữu tình, từ lục phàm lên tứ thánh và tam tôn. Phía sau là bàn thờ tổ sư Minh Đăng Quang, người sáng lập hệ phái Tăng già Khất Sĩ Việt Nam. Sau nữa là nơi thờ ni trưởng Ngọc Liên và các vị ni sư, ni trưởng nhiều đời của tịnh xá. Trên đỉnh chánh điện là ngọn đèn chân lý, biểu trưng cho ánh sáng chân lý sẽ soi sáng cho muôn loài chúng sanh. Phía dưới chánh điện, tại tầng trệt là giảng đường, được xây dựng khang trang với sức chứa lên đến hàng trăm người. Nơi đây là nơi tổ chức các khóa tu và các lễ lớn trong năm. Trong khuôn viên tịnh xá có tháp mộ của ni trưởng Phương Liên.
và khu Phật tích miêu tả lại cuộc đời của Đức Phật Thích Ca từ đản sanh thành đạo, chuyển pháp luân đến nhập niết bàn. Bên trái chánh điện là hòn Non Bộ, nơi ngự của Đức Quán Thế Âm. Trên đỉnh núi là ba pho tượng Tam Thế Phật và các công trình hạng mục đang được xây dựng dang dở. Cái nguyện vọng của cô là mong muốn các vị mạnh thường quân, các nhà hảo tâm cùng Phật tử xa gần trong nước và ngoài nước ủng hộ giúp đỡ cho cái công trình phụ của cô á, nhà nghỉ của Trinh Ni và ba vị Tam Thế Phật. Tại vì lòng tin của tín đồ Phật tử đó là trong khi mà mình làm bệnh đang chữa trị thì người ta muốn nhìn là có ba vị Phật lớn đứng ở trên nó che chở, tức là về mặt tâm linh đó, che chở ủng hộ cho người ta có cái tinh thần thoải mái một chút và cái bệnh ta cũng mau hết. Tại vì cái đức tin nơi Phật pháp cho nên người ta mong muốn là ba vị tượng Phật này á phải hoàn thành đặng cho người ta có niềm tin vững chắc ở nơi Đức Phật. Nguyện xin hiến trọn đời mình cho nguồn đạo pháp, cho tình quê hương. Nói dấu theo lời dạy của đệ nhất cố ni trưởng, ni sư Thích Nữ Phú Liên cùng với Phật tử Tịnh Xá Ngọc Minh không những lo vẹn tròn trong ngoài ngôi tam bảo mà còn tham gia tích cực vào các công tác từ thiện, an sinh xã hội như phát quà cho người nghèo và những hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ, hỗ trợ thuốc men, bệnh tật. Đặc biệt, nơi đây còn có phòng khám miễn phí vào thứ ba và thứ sáu hàng tuần. Cái hội tôi nó xuất phát từ hội từ thiện từ tâm và ở tại ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Chân, huyện Cái Nước. Đây vô đó khoảng 9 cây số. Chỗ đó thì mỗi một lần tôi trị bệnh ở đó thì bệnh nhân rất đông, từ 80 đến 120. Mà hầu hết là bệnh nhân ở phía Cà Mau rất nhiều. Cho nên theo cái sự yêu cầu của bà con thì mình làm thế nào để cho bà con nghĩa là giảm bớt chi phí mà được cái sức khỏe được cao hơn. Từ đó mà tôi tổ chức ở đây một điểm là một chi nhánh nhỏ của cái hội đó. Một tuần tôi bố trí đây hai ngày, thứ sáu và thứ ba, để giảm bớt chi phí cho bà con mà đem lại hiệu quả cho bà con lớn nhất. Bởi vì chính anh em chúng tôi là cái tổ chức từ thiện, làm thế nào cho bà con khỏe và giảm bớt chi phí là điều đó anh em chúng tôi mừng. Mỗi ngày nơi đây tiếp nhận hàng chục đến hàng trăm bệnh nhân, không cần đặt hẹn, không phải chờ đợi, không chi phí khám bệnh. Bệnh nhân đến chỉ cần ghi danh là được các bác sĩ khám tận tình, chu đáo. Một điều sung sướng nhất là khi mà mình tác động cuộc sống hoặc giả là trị bệnh cho bà con, mà bà con khỏe là mình vui. Đó là điều mơ ước anh em chúng tôi. Tịnh Xá Ngọc Minh luôn đi đầu trong công tác an sinh xã hội, kêu gọi ủng hộ giúp đỡ người nghèo, xây dựng nhà tình thương, cứu trợ lũ lụt cho đồng bào miền Trung, khám chữa bệnh miễn phí cho người dân nghèo. Tính cách văn hóa con người miền Tây Nam Bộ không phải ngẫu nhiên mà có. Nó vốn là sản phẩm của văn hóa sông nước, là kết quả của tính chất địa văn hóa, được hình thành, xây dựng, bồi đắp qua nhiều thế hệ, qua hàng trăm năm lịch sử. Và với tấm lòng từ bi bác ái, thương người của người đệ tử Phật đã lan truyền mạnh mẽ đến với mọi tầng lớp từ ngàn đời xưa đến nay. Giờ đây, Tịnh Xá Ngọc Minh đã trở thành một trong những điểm văn hóa tâm linh tiêu biểu của tỉnh Cà Mau, kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp của các đời sư tổ, lan rộng hơn nữa những giá trị tinh hoa của đạo Phật trong lòng người dân.